Chào mừng 500 anh em đã đến với bản tin yêu thể thao và tôi là MC Thu Hà, rất hân hạnh được đồng hành cùng với các bạn. Với mong muốn mang đến những góc nhìn chuyên sâu về những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế, bản tin của chúng tôi sẽ được đăng tải hàng ngày trên website vietnam9.net và trên kênh YouTube V9B giải trí trực tuyến. Các bạn đừng quên là bấm like, share và subscribe nhé. Còn bây giờ sẽ là những thông tin sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Messi không thèm rút pen, Barcelona vẫn kéo sập pháo đài Bernabeu. Lukaku tỏa sáng như một vị thần, MU thắng giòn giã tại Premier League. Quế Ngọc Hải vào bóng chiết hạ, ngoại binh người Đức gãy cả xương sườn. Bỏ vợ đã có hai con, Thibaut Courtois lái máy bay bà già. Đó là những tin chính gây sốc trong bản tin ngày hôm nay và sau đây xin mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Trận El Clasico lần thứ 274 trong lịch sử giữa Real Madrid và Barcelona tại bán kết lượt về Copa del Rey đã vô tình trở thành trận đá tập của gã khổng lồ xứ Catalan, ngay tại nơi mà những cổ động viên của giải Ngân Hà vẫn gọi là thánh đài Santiago Bernabeu. Sau rất nhiều nỗ lực kiên cường phòng ngự, cuối cùng thì mảnh lưới của kênh kèn trắng cũng phải rung lên ở đầu hiệp 2 sau khi Suarez điền tên lên bảng tỷ số. Trước khi lần lượt pha phản lưới của Varane và bàn thắng ấn định tỷ số trên chấm phạt đền của chân sút người Uruguay, Luis Suarez đã mang về chiến thắng hủy diệt 3-0 cho Barcelona. Điều đáng nói, Luis Suarez sẽ không hoàn thành cú đúp nếu như Messi không nhường cho anh quả pen ở những phút cuối trận. Và nguyên nhân được xin sau người Argentina giải thích về hành động này là bởi vì anh quá nhớ Ronaldo và anh không thèm ghi bàn vào lưới của Real Madrid. Tôi cảm thấy El Clasico thiếu Ronaldo cứ như kiểu là ăn thịt chó mà không có mắm tôm vậy. Tôi ước gì Ro trở lại Real để chúng tôi đỡ bị mang tiếng là mượn sân của Real Madrid để đá tập. Trong khi đó tại Premier League, thợ nhuộm MU đã oanh toạc sân vận động Selhurst Park để làm thịt gọn gàng Crystal Palace, qua đó bảo vệ chắc chắn vị trí thứ 5. Ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay, Romelu Lukaku đã tỏa sáng như một vị thần với hai bàn thắng ở các phút thứ 33 và 52. Sau khi bị thua hai nháy, Crystal Palace bất ngờ đập cho thợ nhuộm một phát để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên đó cũng chính là tất cả những gì mà đội chủ nhà có được trong trận này, bởi ở những phút cuối trận, Ashley Young có pha làm bàn đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-1 cho Manchester United. Ở các kết quả còn lại thì Liverpool hủy diệt Watford 5 bàn không gỡ để tiếp tục tạo ra khoảng cách 1 điểm nhiều hơn với Man Xanh, bởi thầy trò Pep Guardiola cũng có chiến thắng tối thiểu trước West Ham ngay tại Etihad. Trong khi đó, Chelsea trong một ngày cất đi kể phản thầy Kepa đã xuất sắc đánh bại Tottenham Hotspur 2 bàn không gỡ. Bên cạnh đó là việc Arsenal thắng hủy diệt Bournemouth 5-1 ngay tại Emirates. Ngay sau khi dậy sóng dư luận bằng một chiếc thẻ đỏ trong trận ra mắt đại gia Vietel tại V-League, trung vệ Quế Ngọc Hải tiếp tục khiến người hâm mộ phải sửng sốt sau khi báo cáo từ đội ngũ y tế cho biết pha vào bóng mang tính chiết hạ của trung vệ đội trưởng Việt Nam với Dominic Smith đã khiến cho cầu thủ ngoại binh người Đức đã gãy ngay một chiếc xương sườn. Tình huống vào bóng ác ý này diễn ra ở phút thi đấu thứ 12 trong trận đấu giữa câu lạc bộ Vietel và SHB Đà Nẵng ở vòng 1 giải vô địch quốc gia. Trong quá khứ, không ít những pha vào bóng của Quế Ngọc Hải đã để lại hậu quả nặng nề. Anh Khoa, cầu thủ dính chấn thương nặng nề sau pha vào bóng quyết liệt của Quế Ngọc Hải trong trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 25 V-League năm 2015 đã giải nghệ sau đó 1 năm vì không thể điều trị được. Dù đã có một cô ghẹ với hai cậu con trai nhưng thủ thành Thibaut Courtois vẫn chán cơm thèm phở, đổi gió lái máy bay bà già. Theo nguồn tin từ một vài tay săn ảnh có tiếng ở Tây Ban Nha, họ đã chụp lại được cảnh thủ môn của câu lạc bộ Real Madrid đã tay trong tay với một phụ nữ hơn mình đến 6 tuổi đi vào khách sạn. À mà không, chính xác là đi vào một nhà hàng. Theo những công tác điều tra từ Yêu Thể Thao.tv thì máy bay này có tên là Alba Carrillo. Đây là một máy bay hạng rộng và chuyên đi săn những phi công cao to nhưng không bao giờ đền hồi. Và hình mẫu của chân dài này chính là Thibaut Courtois. Ở mùa giải năm nay bắt chính cho giải Ngân Hà,
Củ Tỏi đã chơi không thực sự ấn tượng và khả năng rất cao là do anh đã quá sức ở những ca lái máy bay hạng nặng của mình. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chia nhà mình đi đây. Vừa rồi là những nhận định và thông tin đáng chú ý. Hy vọng là các bạn đã có những phút giây thoải mái và thư giãn cùng với Yêu Thể Thao. Đừng quên là truy cập ngay vào website vietnam9.net để có được những nhận định chuyên sâu nhất về thế giới thể thao trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, Thu Hà xin phép được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã cùng quan tâm theo dõi. Chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc vui vẻ. Và đừng quên là bấm subscribe các bạn nha.